Xin chào các đồng chí, lại là mình Yaki từ Cougar Village đây. Chúc các đồng chí một mùa quốc tế thiếu nhi thật là ấm áp bên người thân yêu. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ lại đi sở thú đánh nhau với khỉ. Nhưng không phải là một, mà lại là hai. Lại vào đúng mùa quốc tế thiếu nhi các bạn ạ, với cái kết đầy bất ngờ. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Để tới được chỗ hai vợ chồng nhà khỉ, đầu tiên chúng ta sẽ phải tới ngục sâu Ashina và leo xuống dưới cho tới khi tìm thấy một cánh cổng. Qua cuộc hội thoại với bà lão này, chúng ta sẽ biết được là ở phía dưới chính là hang sâu Ashina. Hãy lấy hết can đảm và nhảy xuống và bám vào vách đá ngay khi có dấu hiệu bám. Sẽ chỉ có một con đường duy nhất ở đây để đi vào hang sâu Ashina, nơi được canh gác bởi rất nhiều xạ thủ cầm súng và có cả đại bác có khả năng xả đạn liên tục. Phía dưới còn có bể độc, anh em hãy hết sức cẩn thận nhá. Hãy men sang phía bên tay trái, tiện đây tiêu diệt vài con lính quèn. Tuy nhiên, đừng đứng trong bể độc quá lâu vì bạn sẽ bị trúng độc và mất máu. Tới gần cuối con đường, hãy tìm bức tượng Phật để có điểm lưu game, vì chúng ta sẽ buộc phải đối mặt với một con trùm phụ rất khỏe tên là Xà Nhãn Shirahagi, một nữ xạ thủ đích thực với khẩu súng ngắm làm bằng thép Hòa Phát, chất cực. Khi đối mặt, hãy hèn hạ một chút và ám sát để lấy một thanh máu. Sau đó hãy lùi về cửa hang để dụ cô ta về đây ở chiến đấu. Việc này sẽ ép con boss phải solo 1-1 với bạn và sẽ không bị đam từ các con creep khác bắn xa. Cách tốt nhất để tiêu diệt ả ta là hãy sử dụng vũ tán hợp lý để chặn hầu hết các đòn tấn công và counter lại sau đó. Sau khi tiêu diệt ả, cửa hang tới chỗ hai vợ chồng nhà khỉ sẽ được mở rộng cho chúng ta vào. Sau khi tiêu diệt được ả ta, hãy quay lại chỗ tượng Phật để hồi máu rồi tới trước cửa hang. Tuy nhiên, đừng lao vào vội mà hãy bám vào gờ tường bên trái, di chuyển vào một trong hang nhỏ. Tại cuối hang, hãy liên tục bật tường để lên trên. Tại đây bạn sẽ tìm thấy một thước súng vàng và một Phật châu trên đầu tượng Phật. Quay trở lại cửa hang, ta sẽ thấy một thanh niên xạ thủ giặt dẹo đang chờ chết cùng một vệt máu dài. Trong phút lâm chung, thanh niên này đã tiết lộ rằng do trêu khỉ quá đà nên mới xảy ra cơ sự này. Như đã giải thích ở video lần trước, con rết ký sinh bất tử nên con khỉ vẫn chưa chết. Và đây chính là hang trú ngụ của nó. Tên taren. Ngay sau khi vào hang, hãy lập tức chém yêu nó hai phát rồi lùi ra. Đây cũng chính là chiến thuật để hạ gục nó. Hai phát chém rồi lùi như lần trước. Các bạn hãy nhớ mang trường thương để đâm sâu nhé. Anh khỉ được đánh trên sân nhà nên là rất là tự tin. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không cần phải sợ. Vẫn cứ áp dụng chiến thuật cũ. Hãy đánh một hai đòn rồi sau đó lùi ra ngoài. Đối với những chiêu quét, hãy nhảy lên phía trên. Các bạn hãy để ý những đòn hú của nó nhé. Và đừng đứng trong vòng đỏ. Trong quá trình đánh, anh em hãy lưu ý đòn thế thủ của mình. Khi thanh thế thủ gần đầy, đừng để quái tấn công tiếp mà hãy lùi ra. Rồi rồi, và đây là khi mà con khỉ tung ra đòn 3 phát chém. Anh em hãy nhớ đỡ từng đòn một căn này. Đỡ, sau đó rút trường thương. Rồi, đâm. Rút con dê ra ngoài. Đấy, các bạn thấy không? Chạy ngay, tuổi gì. Rồi, bây giờ ông định làm gì? Ông định... Ôi giời ơi, tưởng gì? Chém nhỏ cái chết ngay hả? Rồi, ông định làm gì? Ui, một lại hai lại... Ui, toàn trượt. Ui, tôi còn chả thèm đỡ. Ông gom vào bơi vào đây, ông bơi vào đây. Ông bơi vào đây. Ui. Kinh vãi ạ. Và lúc mà con khỉ mà nó tung đòn chém xuống thì anh em mình cứ rút thương ra mà chọc khỉ thôi. Hú cái gì? Hú cái gì mà hú? Ui giời ơi. Tưởng gì? À, các bạn nhìn là nó tung tiêu xoa cẳng đó đất lại né. Rồi ok, lại chém 1-2 phát rồi lại lùi ra. Nói chung bây giờ game là dễ. Các bạn cứ theo chiến thuật đấy mà đánh thôi. Ui dính cái tí đam rồi. Té thôi. Ôi giời, lại xoạc. Ơ kìa, rõ ràng quả đấy tôi ấn nhảy rồi các ông ạ. Lạc vãi luôn, game là lag. Ôi ôi, nó lao đầu vào tường kìa.
Ôi giời, dăm ba cái đòn đánh. Ông đánh tôi xem nào. À, tôi cho ông đánh luôn. Ông đánh nghe, ông đánh nghe, ông đánh nghe. Ui giời, tôi lùi ngay. Rồi, anh em chiến đấu tiếp tục lại. Ôi, anh chú ý nhá. Nhảy này, rồi sau đó chém, đỡ đòn, gạt. Rồi, anh em rút trường thương ra, đâm. Đấy, combo rất đơn giản thôi, ai cũng làm được mà. Rồi nhá, các anh chú ý lại. Đấy, chết ngay, tôi bảo mà. Một mạng, tuổi gì. Rồi, ok, bây giờ ông đi làm gì. Ôi, chạy kìa, ôi, chạy kìa. Ui rồi, ôi, khỉ mà chạy như chó luôn. Nào, ui, nó hú kìa. Vâng, và đây xuất hiện người tình của anh ấy rồi. Anh em chú ý nhá, con khỉ này nó có đầu, chứng tỏ là nó sẽ sợ tiếng nổ to. Anh em hãy dùng pháo bông để tiêu diệt nó một cách dễ dàng. Thứ hai nữa là nó chỉ có một thanh máu thôi, và cái thế thủ của nó rất dễ đầy. Chính vì vậy, khi mà vào round này, anh em hãy lập tức tấn công vào con khỉ cái trước để nhằm cách giết nó thật nhanh. Đây anh em nhìn này, mình dùng pháo bông này. Đó, sau đó chém một vài phát rồi lùi ra. Anh em nhìn nhá, thế thủ của nó đã gần đầy rồi kìa. Chém một phát nữa, xong. Easy luôn. Rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình con kia thôi. Chúng ta cứ áp dụng chiến thuật cũ, hiểu không? Kiểu bây giờ nó kiểu càng ngày càng điên không? Solo một mình không lại, gọi hội vẫn thua, hiểu không? Cày lắm ấy. Nó sẽ sử dụng những đòn chém xuống liên tục như thế này. Anh em vẫn cứ áp dụng chiến thuật cũ để cầu máu nó thôi. Đấy, rất là đơn giản. Nhưng mà tuy nhiên là anh em không được chủ quan. Nên nhớ là chúng ta không được chủ quan. Bây giờ các ông hiểu vấn đề không? Như này, ông và người yêu ông hẹn nhau ở chỗ gọi là không có ai, đang chuẩn bị đợi làm tí, tự dưng có thằng vào cầm kiếm đòi chém hai người ông. Ông cay không? Cay. Nhưng là một thằng đàn ông không thể để người yêu ông ra mặt được, ông phải ra ông bên vào trước. Ôi nhưng mà cuối cùng lại thua ông ạ. Cay không? Cay lắm. Ông gọi người yêu ra còn bị đâm chết. Ôi ông đấy, đây là cay thôi. Đấy các anh em để ý nhá, nhìn cái dòng thanh thế thủ kìa, nó gần chết rồi kìa. Khi mà cái dòng thanh thế thủ nó càng ngày càng đầy ý, thì anh em đánh nó sẽ càng có hiệu quả hơn. Cứ tiếp tục áp dụng chiến thuật như này. Đấy, xong. Lên bảng đếm số luôn. 2-0. Đó là nó đã chết. Anh em đã tiêu diệt được cả hai con khỉ một cách vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, con khỉ này chưa chết đâu các bạn ạ. Nó chưa chết, bởi vì chúng ta chưa có bất tử trảm để tiêu diệt con rết. Ok, và phần thưởng của chúng ta nhận được đó chính là ký ức của linh viên thủ hộ không đầu. Vật phẩm này có thể tăng vĩnh viễn sức mạnh của chúng ta và hai vòng Phật Châu. Video lần này của chúng mình tới đây đã hết rồi. Anh em hãy like, subscribe và chia sẻ cho bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.